Rồi, xin chào toàn thể các bác, chúc các bác một ngày mới với sức khỏe dồi dào nhé. Cũng vào sắp đến vụ mùa hè sắp tới rồi, thì bên em nay bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô hàng để đó là quạt điều hòa nhé, quạt điều hòa của Gia Ban. Trong cái video này thì em sẽ hướng dẫn cho bác về cách bảo quản quạt được tốt nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu về cái lô hàng mới này, giá sẽ báo công khai tại video. Thì bác nào đang quan tâm đến mẫu cái sản phẩm quạt điều hòa hay áo điều hòa có thể theo dõi tiếp cái video của em ngày hôm nay. Vì trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm thì em cũng nói qua về phương thức mua bán hàng bên shop ship hàng CD trên toàn quốc. Các bác nhận hàng được đồng kiểm hàng nhé, CD trên toàn quốc nhé. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng, đúng sản phẩm thì các bác sẽ phải thành đoàn bên shipper các bác nhé. Đấy. Thì trong chương trình này thì lô hàng mới này thì em sẽ có quà tặng riêng cho bác nhé. Khi bác mua quạt điều hòa bên em. Đấy. Quạt hàng Gia Ban các bác nhé. Hàng Gia Ban, hàng của Nhật nhé. Cái hàng này thì mình là pin của nó 25.000. Đấy. Mình sử dụng cả một ngày nhé. Đấy, pin cực châu luôn. Thì cụ thể tặng quà gì thì các bác theo dõi tiếp video của em nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho bác về phần quạt trước nhé. Quạt điều hòa bên em năm nay mẫu mới về. Đấy. Trong năm vừa qua thì em cũng lắng nghe tâm sự các nguyện vọng của các bác. Thì hôm nay em lại lên cho bác cái mẫu mới về bên em. Đấy, các bác mùa hè rất oi bức này, các bác cần một sự chiếc quạt thật là bền này, chống nước này, và quạt này sẽ làm mình cho cơ thể mình được mát hơn nhé. Mình không làm việc trong môi trường nóng nực sẽ không bị mất mồ hôi nhiều nhé các bác nhé. Đấy, cực kỳ mát. Cái bộ quạt Gia Ban này thì nó 25.000 các bác nhé. Quạt của nó là quạt 12V, quạt 12V nhé. Đấy, quạt 3 cánh siêu to. Đấy, cái quạt này là quạt không trổi than, chống nước cực kỳ tốt luôn. Pin 25.000 của Nhật Bản đây. Chế độ quạt thì nó có hai chế độ. Một bên là chế độ chế độ báo pin các bác nhé. Một bên là chế độ báo pin pin và một bên là chế độ bật quạt này. Em sẽ test thực tế cho bác nhé. Đây là chế độ báo pin ở bên tay trái em, còn chế độ báo quạt nó ở bên tay phải các bác nhé. Đấy, nút 1, nút 2, nút 3, nút 4 đấy. Quạt thì quạt 3 cánh, quạt này to, độ mát của nó cực kỳ mát, tỏa nhiệt rất chi là cao. Trong video này em sẽ hướng dẫn cho bác làm sao để mình sử dụng quạt được bền nhé. Đấy. Cái quạt này thì các bác cắm cái quạt này khi các bác không sử dụng nữa thì các bác rút ra, mà khi các bác rút ra thì nhiều bác là bên em đã cắm về vào cho mình rồi, đến lúc các bác rút ra bác cắm thì nó không đúng hướng thì quạt, cái dây quạt nó sẽ rất dễ bị hỏng. Đầu tiên các bác cắm dây nguồn quạt vào giúp em này. Đây, mình cắm mình xoay rồi sao cho nó cái chiều dây này nó xuôi xuống mà mình cắm kịch vào nhá thì quạt của mình sẽ được bền hơn nhá, dây của mình nó không bị đứt nhá. Đấy, mình xoay hết xuống giúp em nhá. Đấy, còn cái dây nguồn này thì các bác cắm làm sao mình cắm hết mà đầu vào cái dây này nó xuôi xuống dưới pin này thì khi mình sử dụng quạt thì nó pin của mình chạy sẽ dây nó sẽ không bị sâu đi sâu lại, nó không bị đẩy dây và dây nó không bị đứt và dây nó sẽ được bền hơn nhé. Đấy, một bộ quạt Gia Ban này, bộ quạt Gia Ban sẽ có một cái pin dự phòng này, là giá hiện tại bên em bán cho các dùng thử năm nay là bên em mới về một lô là 5.000 bộ quạt này nhá, 5.000 bộ quạt. Đấy, giá dùng thử cho bác là 700
99k nhé, 799k đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà các bác nhé. Ê, nhiều bác nào mà chưa có áo, mình có thể thêm tham khảo các mẫu áo bên em. Thì bác nào mà chưa có áo thì bác có thể tham khảo nhé, các mẫu áo bên em. Đây, áo thì áo bu rông các bác nhé, bên em là may áo bu rông, áo chất liệu kaki nhé, dễ thấm hút mồ hôi cực tốt, hàng công ty các bác nhé, vải thấm hút mồ hôi này, vải nó không bị bay xù nhé. Đấy, hàng đẹp nhé, bên em đặt tại xưởng của Việt Nam nhé, may nhé, hàng công ty. Đấy, có khuy đồng đóng cực kìa chắc chắn nhé. Ở dưới đấy, ở trên thì có hai túi ngực này cực kỳ sâu, hai túi sườn nhé, để mình đút điện thoại đút đồ nhé. Ở trong này, ở sườn nó sẽ có may bu rông để mình đút quạt vào. Đút quạt vào thì nó sẽ có cái độ gió nó đẩy lên trên cổ mình được mát thoáng hơn nhé. Đấy, kéo xuống thì đây, kéo xuống cái khóa, bên em thiết kế bằng áo khóa, khóa để nó kín hơi, kín gió, để giúp gió nó không bị tỏa ra ngoài thì cơ thể mình sẽ mát hơn. Đấy, bên trong sẽ thiết kế túi đựng quạt nhé, túi đựng quạt này, thiết kế lỗ khẩu khâu này để mình đút quạt vào này, thiết kế túi đựng quạt nhé. Đấy, bên em là có hiện tại ở đầu vụ bên em đang còn hai cái màu này. Đấy, bác nào mà quan tâm đến bộ quần áo thì cả quần nữa thì lao động thì bên em cũng có cho bác nhé. Đấy, áo thì hiện tại bên em đang bán với giá là 250.000 một chiếc nhé, thì bác mua theo quà. Đấy, áo này, hai mẫu này chất liệu thì nó như nhau. Đặc biệt chương trình này thì bác mua quà bên em sẽ được tặng thêm một túi đá khô nhé, túi đá khô. Đấy, túi đá khô của Nhật này, khi mình sử dụng thì mình bỏ ra mình đút vào áo, nó sẽ tỏa nhiệt và mát hơn nhé, là một quạt mình sẽ mát hơn. Khi bác không dùng nữa thì các bác có thể đút vào ngăn đá của mình, khi nào mình dùng thì mình bỏ ra nhé bác nhé. Ngoài bán quạt điều hòa ra, đấy, bác nào cần những phụ kiện như là dây nguồn này, dây nguồn hoặc là những chiếc sạc cũng có thể liên hệ đến số điện thoại của shop nhé, em sẽ bán cung cấp đầy đủ cho bác nhé. Đấy, em bên em mà cung cấp đầy đủ bán lẻ cho bác, thì bác nào biết ở quan tâm đến sản phẩm thì hãy liên hệ đến hai đầu số của shop nhé. Một video ngắn em làm đây, xin được chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Xin chào tạm biệt các bác.